Quỷ Đỏ Man United muốn tìm lại niềm vui chiến thắng khi làm khách trên sân Tân binh Southampton cũng đang phong độ trồi sụt. Nếu kịp hồi phục sau cơn cảm cúm và sự mệt mỏi do lệch múi giờ, bản hợp đồng mới nhất của Manchester United, Manuel Ugarte, có thể ra mắt ở trận gặp Southampton vào thứ bảy này. Southampton và Manchester United là trận đấu đầu tiên của Premier League sau kỳ nghỉ quốc tế. Quỷ đỏ sẽ thi đấu trong bối cảnh Ezekiel Ten đang chịu áp lực ngày càng lớn sau hai trận thua trong 3 trận đầu tiên của mùa giải. Họ khởi đầu khá tốt với chiến thắng 1-0 trước Fulham nhưng lại để thua 1-2 trước Brighton, đặc biệt là thất bại muối mặt 0-3 trước Liverpool ngay tại Old Trafford. Cổ động viên Man United có thể sẽ được chứng kiến màn trình diễn đầu tiên của tiền vệ Manuel Ugarte, người vừa chuyển đến từ Paris Saint-Germain với mức giá ban đầu là 42 triệu bảng Anh. Đây là điều mà các cổ động viên MU đã chờ đợi suốt thời gian qua bởi hơn bao giờ hết. Đội bóng của Eric ten Hag cần thêm sự chắc chắn ở khu vực giữa sân, đặc biệt nếu họ tiếp tục chơi pressing cao với hàng thủ lùi sâu. Tuy nhiên, Ten Hag cũng có cái giá phải trả nếu sắp xếp Ugarte ra sân ngay từ đầu. Bên kia chiến tuyến, Southampton đã có màn trở lại Premier League không mấy ấn tượng trong mùa giải này khi để thua cả 3 trận đấu tính đến thời điểm hiện tại. Đội bóng của Russell Martin đã thua với cùng tỷ số 0-1 trên sân khách trước Newcastle và Nottingham Forest trên sân nhà, nhưng ít nhất cũng đã ghi được bàn thắng trong trận thua 1-3 trước Brentford. Theo Opta Analyst, trận thua 0-3 gần đây trước Liverpool là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2007-2008. MU mắc tới 3 lỗi dẫn đến bàn thua trong một trận đấu ở Premier League, qua đó nhấn mạnh nhu cầu cần phải có sự thay đổi ở khu vực giữa sân. Do đó, Ugarte được kỳ vọng sẽ thay thế Casemiro, người đã trực tiếp mắc hai lỗi dẫn đến bàn thua và phải nhận rất nhiều chỉ trích vì màn trình diễn trước Liverpool. Opta Analyst chỉ ra rằng mùa trước, MU phải đối mặt với số cú sút nhiều thứ hai tại Premier League, 669 lần, và đó là một phần lý do quan trọng dẫn đến việc họ chi ra 42 triệu bảng để chiêu mộ Ugarte. Tiền vệ người Uruguay là cầu thủ duy nhất tại League một mùa trước với ít nhất 900 phút thi đấu, có trung bình hơn 4 lần cố gắng tắc bóng mỗi 90 phút, 4,6, trong khi số lần tắc bóng thành công là 2,7, nhiều hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cầu thủ người Uruguay phải đối mặt với nguy cơ bị kỷ luật với trung bình 2,1 lỗi mỗi trận. Một mối quan ngại là, giống như Casemiro, Ugata có thể gặp khó khăn với những trọng tài khó tính ở Premier League. Với khối lượng công việc cao hơn dự kiến tại MU so với PSG, việc tránh phạm lỗi có thể là một vấn đề. Ugarte cũng thể hiện tốt ở khả năng thu hồi bóng 8,4 lần mỗi 90 phút và cắt bóng 1,9 lần mỗi 90 phút. Tất cả cho thấy cựu tiền vệ của PSG là mẫu cầu thủ có thể bao quát phần lớn diện tích sân và có khả năng đọc vị trí rất tốt, những thứ mà MU đang thiếu. Câu hỏi lớn nhất về Ugarte là liệu anh có thể đóng góp ở khâu tấn công khi đội cầm bóng hay không. Mùa trước, Ugarte đã hoàn thành 91,4% số đường truyền, chỉ có 8 cầu thủ thực hiện hơn 1.000 đường truyền trở lên là làm tốt hơn. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là các đường truyền của tiền vệ này khá đơn giản và thiếu sự đột phá. Ví dụ, chỉ có 42 trong số 1.314 đường chuyên trong các tình huống bóng mở của Ugata được coi là đường chuyên phát triển bóng, tỷ lệ thấp thứ 13 trong số 155 cầu thủ thực hiện ít nhất 700 đường truyền ở League 1 mùa trước. Trang bóng đá hàng đầu thế giới Sport MOLE đã đưa ra những phân tích về xác suất chiến thắng của cả hai đội bóng. Trận đấu tới, sau thăm tuần thắng với xác suất là 44,67%, chiến thắng của Manchester United có xác suất là 32,26% và hòa có xác suất là 23,1%. Nói cách khác, đừng mong đợi những đường truyền dài kiểu scone hay những pha chọc khe từ Ugata. Anh sẽ giành lại bóng và truyền đơn giản cho đồng đội. Thực tế, đây được cho là lý do khiến Ugata mất vị trí dưới thời Luis Enrique, người luôn muốn có một tiền vệ chơi bóng sáng tạo hơn ở giữa sân. Mùa trước, MU không chỉ yếu ở khâu phòng ngự mà còn thiếu sắc bén trong tấn công. Một phần lớn lý do là sự dễ đoán trong cách chơi, khi phần lớn các tình huống tạo cơ hội xuất phát từ hai biên. Khi đối thủ bịt kín hai cánh, MU trở nên bế tắc. Casemiro ít nhất cũng có chất lượng khi cầm bóng trong khi copy Menu là một cầu thủ kỹ thuật, biết cách giữ bóng tốt. Tuy nhiên, nhiều người sẽ cho rằng điều MU cần ở hàng tiền vệ là khả năng truyền xa, thậm chí một cầu thủ tổ chức lối chơi lùi sâu. Với Ugarte, MU sẽ khó đạt được điều đó. Đây là lý do khiến việc MU chiêu mộ Ugarte bị chỉ trích rằng họ sẽ chơi thận trọng và thiên về phòng ngự mùa này. Tất nhiên, nếu Ugarte mang lại sự an toàn trong phòng ngự, điều đó có thể khuyến khích những người khác thực hiện nhiều hành động tấn công hơn. Đặc biệt, các hậu vệ cánh có thể cảm thấy an tâm hơn khi thực hiện những pha trồng biên hoặc xâm nhập vì biết rằng Ugarte sẽ có mặt để bọc lót cho họ. Ten Hag cảnh báo rằng Ugarte có thể mất nhiều tháng để thích nghi với Premier League nhưng có lẽ ông sẽ cần cầu thủ người Uruguay sớm hơn thế, nhất là khi MU sẽ có chuỗi 7 trận chỉ trong 22 ngày từ giờ đến đợt tập trung đội tuyển quốc gia tới. Southampton là một trong hai câu lạc bộ cùng với Everton bước vào vòng 4 ngoại hạng Anh mà vẫn tráng tay, chưa giành được điểm nào kể từ đầu giải. Rõ ràng, Championship và Premier League rất khác biệt trở lại sân chơi lớn nhất xứ sương mù, The vẫn đang bị ngập, dù đối thủ của họ cũng chỉ ở mức trung bình khá. Newcastle, Nottingham Forest và Brentford, sức ép đang đè nặng lên vai huấn luyện viên trẻ Russell Martin. Nếu không thể xoay chuyển vận mệnh sau Southampton trong tháng 9, người đàn ông 38 tuổi đứng trước nguy cơ bị sa thải. Đương đầu MU mang đến thử thách lớn, bởi họ không biết đến mùi chiến thắng trong 14 lần chạm trán quỷ đỏ gần nhất. Sau khi để thua 2 phần 3 vòng đấu, quỷ đỏ cũng chưa cho thấy dấu hiệu hồi sinh đang kể nào dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ten Hag. Chiến lược gia Hà Lan khẳng định những ồn ào bên ngoài không ảnh hưởng đến ông và mùa giải của MU nên được đánh giá vào tháng 5 năm sau, chứ không phải chỉ sau 3 trận đầu giải. Ten Hag kỳ vọng bầy quỷ đỏ chơi tốt khi đến làm khách tại siêu tầm Marius, nơi họ bất bại trong 12 chuyến hành quân gần nhất trong khuôn khổ ngoại hạng Anh. Những tân binh Aaron Ramsdale hay Ryan Fraser nhiều khả năng sẽ tiếp tục ra sân trong đội hình sau Southampton. Khả năng ra sân của Kamadin Sulemana và Ross Stewart vẫn chưa chắc chắn. Với MU, tân binh Ugata rất có thể sẽ đá chính thay Casemiro, huấn luyện viên Erik Ten Hag xác nhận tiền vệ tân binh Manuel Ugarte sẵn sàng ra mắt MU ở trận cầu với Southampton tại vòng 4 Premier League. Phát biểu với giới truyền thông, Ten Hag cho biết Rasmus Højlund và Luxo đang tiến triển rất tốt nhưng chưa sẵn sàng cho trận đấu này. Manuel Ugarte, chúng ta đều thấy cậu ấy ra sân cho tuyển Uruguay. Cậu ấy đã trở lại câu lạc bộ và tham gia tập luyện. Ở góc độ quan sát của tôi, cậu ấy có thể tham gia trận Southampton và MU. Tuy nhiên, Lenny Zoro, Mason Mount và Tyrell Malaysia vẫn chưa thể trở lại do chấn thương. Rasmus Højlund và Luxo đang tập nhẹ nhưng khả năng bình phục không cao. Như vậy, tân binh Matthijs zeller sẽ tiếp tục kết hợp với Lisandro Martinez ở hàng thủ, trong khi Ahmad Diallo có thể thay thế Marcus Rashford hoặc Alejandro Ganacho để chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Vai trò tiền đạo mũi nhọn sẽ được giao cho Zergi. Cựu cầu thủ Bologna mới có giai đoạn quốc tế thành công khi ghi bàn trong trận ra mắt đội tuyển Hà Lan góp công vào chiến thắng trước Bosnia và đây được xem là cú hích cần thiết giúp anh ghi bàn thắng thứ hai cho Quỷ Đỏ.